Lily và Kim Hoàng. Xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ ba, ngày 30 tháng 6 năm 2020. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của năm tài chính 2020 và 2021. Và hy vọng là trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được những cái tin vui. Tuy nhiên, trong những cái phần tin mà Kim Hoàng lại nêu ra thì nó lại trái ngược với hy vọng của chúng tôi, là bởi vì tình hình tại Úc vẫn đang rất là bối rối trong cái đại dịch tại Victoria. Ngoài ra, chính phủ Úc cũng gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi kinh tế và đặc biệt là phải lo bảo vệ nước Úc khỏi những cuộc tấn công mạng mà tuần trước đây Thủ tướng Scott Morrison đã cho là một quốc gia nào đó đã đứng sau lưng cuộc tấn công mạng được cho là có quy mô lớn nhất tại Úc từ trước đến nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, về vấn đề trợ cấp thất nghiệp như chúng tôi cũng đã đưa tin trong bản tin ngày hôm qua, là những cái đồn đoán về việc chính phủ Úc sẽ gia tăng cái mức trợ cấp thất nghiệp từ 40 đô lên 75 đô sau khi cái thời hạn cái chương trình Job Seeker sẽ hết hạn vào tháng 9 tới là không đúng. Và Thủ tướng Scott Morrison cũng đã lên tiếng trên đài phát thanh 2GP ở Sydney, là trong đó ông cũng nói rõ lý do vì sao mà không thể gia tăng cái mức trợ cấp thất nghiệp này. Lý do vì sao đấy thưa chị? Vâng, kính thưa quý vị khán giả, Thủ tướng Scott Morrison đã có tìm hiểu với giới chức các chủ nhân và trong những tuần lễ vừa qua thì những cái thông báo tuyển nhân viên làm việc đã được đăng tải rất nhiều, nhưng ngược lại không có ứng cử viên nào đã liên lạc hoặc là đáp ứng với lời kêu gọi tuyển công an việc làm này. Lý do được đưa ra là trong cái thời đại dịch hiện nay, những người lãnh trợ cấp thất nghiệp gọi là job seeker, mà trước đây chúng ta thường gọi là new star, đã được gia tăng tiền thất nghiệp lên gấp đôi. Ngoài mức bình thường là 40 đô la một ngày, thì những người thất nghiệp này còn nhận thêm một cái khoản đặc biệt cho COVID-19 trị giá là 550 đô la mỗi 2 tuần. Và nếu cộng hai khoản tiền này lại, thì những người thất nghiệp đang được hưởng mức tiền mà họ cho rằng cao hơn so với mức tiền lương nếu như họ nhận lời làm việc cho một ai đó. Và đó cũng là lý do vì sao mà chính phủ của Thủ tướng Scott Morrison đang phải đắn đo suy nghĩ lại, bởi vì ông không muốn cư dân Úc ỷ lại vào những khoản trợ giúp này của chính phủ, bởi vì đây chỉ là những khoản trợ giúp cấp thời mà thôi, để cho chúng ta sinh sống trong lúc chúng ta tìm việc làm, chứ không phải chúng ta ỷ lại các khoản trợ cấp này mà chúng ta lại lười biếng và không muốn xin việc. Và đó là lý do mà ông Thủ tướng Morrison đã nêu lên, vào các giới chuyên gia suy luận rằng trong ngày 23 tây tháng 7 sắp tới, Bộ trưởng Ngân khố George Frydenberg cũng sẽ có những câu trả lời chính xác là trợ cấp thất nghiệp có gia tăng hay không gia tăng. Vâng, rõ ràng rồi, nếu mà cứ tiếp tục trợ cấp mà với cái mức tiền mà người dân có cảm thấy đủ sống thì có thể sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ lạm phát và đó sẽ gây rất khó khăn cho nền kinh tế. Và đó cũng là lời tuyên bố của Thủ tướng Morrison khi mà ông tuyên bố là tỷ lệ tiền thất nghiệp vẫn sẽ gia tăng nhưng gia tăng theo tỷ lệ lạm phát, và đây là cái điều đã xảy ra hơn 2 thập niên vừa qua tại Úc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì ngoài vấn đề kinh tế thì một vấn đề là về đảm bảo an ninh mạng thì cũng rất được coi trọng khi mà mấy tuần trước thì hệ thống an ninh mạng Internet của nhiều cơ quan cũng như các cái công ty lớn ở Úc là bị tin tặc tấn công. Và hãng thông tấn Úc AAP đưa tin là chính phủ Úc đã quyết định chi 1 tỷ 350 triệu đô la cho cái chương trình hỗ trợ về an ninh mạng. Trong cái bối cảnh kinh tế của nước Úc đang suy thoái hiện nay, với quyết định chi tiêu một ngân khoản khá lớn là 1 tỷ 350 triệu này, cho chúng ta thấy là an ninh mạng của Úc Châu đang bị đe dọa trầm trọng, không những ảnh hưởng đến sinh hoạt kinh tế tại Úc mà có thể nói là ảnh hưởng đến an nguy của mỗi một cư dân tại Úc. Và vì lẽ đó mà Thủ tướng Morrison đã không ngần ngại khi ông duyệt xét ngân khoản này để mà chính phủ có thể tuyển dụng thêm 500 chuyên viên trong lĩnh vực an ninh mạng, cũng như có những cái khoản chi tiêu ra để các chuyên viên này nghiên cứu làm thế nào chúng ta có được một hệ thống để đối phó với các cuộc tấn công mạng trong tương lai, nếu có xảy ra sẽ không bị ảnh hưởng trầm trọng đến sinh hoạt kinh tế cũng như đến sinh hoạt chính trị tại nước Úc. Vâng, cũng xin nhắc lại là trong cái đợt tấn Úc bị tấn công mạng vừa rồi thì Thủ tướng Scott Morrison cũng có nói rằng là các cái tin tặc này là bởi một cái tác nhân là từ một cường quốc gây ra. Tất nhiên ông không nói rõ cụ thể là nước nào, nhưng mà chắc là ai cũng hiểu đó là từ Trung Quốc.
Vâng, và mặc dù Thủ tướng Scott Morrison không hề nêu đích danh Trung Quốc, tuy nhiên tại Bắc Kinh thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đã lên tiếng chỉ trích những lời, những phát biểu của Thủ tướng Morrison và cho rằng Thủ tướng Morrison đã nhận được những cái thông tin sai lạc từ công ty một cái ủy ban chiến lược gọi là ASPI của thủ đô Canberra, là họ đã đưa những thông tin sai cho nên Thủ tướng đã có những cái kết luận sai về Trung Quốc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, về uy tín của Thủ tướng Scott Morrison cũng như các thủ hiến của tiểu bang và vùng lãnh thổ thì nhờ cái đợt phòng chống dịch COVID-19 mà cũng có người lên, có người xuống. Như trên tờ The Canberra Times thì dẫn kết quả thăm dò dư luận của hãng New Poll cho thấy là uy tín của Thủ tướng Scott Morrison là tiếp tục gia tăng. Trong khi đó thì uy tín của Thủ tướng tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews lại sụt giảm. Có lẽ phần nào là do cái sự bùng phát của đại dịch COVID-19 hiện nay tại Melbourne. Như vậy là cái cuộc chiến chống COVID-19 là ảnh hưởng khá rõ đến uy tín của mỗi nhà lãnh đạo, đúng không ạ? Vâng, rõ ràng là Thủ tướng Scott Morrison của chúng ta đã lấy lại thế thượng phong một cách rất là nhanh chóng sau những cái đợt cháy rừng khủng hoảng vừa qua, khi mà uy tín cá nhân của ông Morrison đã xuống cực kỳ thấp, đặc biệt là sau khi ông đã cùng gia đình đi nghỉ mát tại Hawaii trong lúc nước Úc thì đang chìm trong biển lửa. Tuy nhiên không lâu sau đó, khi đại dịch COVID-19 diễn ra, thì với những cái hành động nhanh chóng và kịp thời của chính quyền Thủ tướng Morrison nói chung và của cá nhân Thủ tướng Morrison nói riêng đã khiến cho uy tín cá nhân của ông gia tăng hơn bất cứ một người thủ tướng tiền nhiệm nào trước đó, và hiện nay đang ở mức là 68% sự ủng hộ của cử tri so với trước đây. Những con số cao nhất mà chúng tôi có được, xin lỗi quý vị, là chỉ vào khoảng 62% mà thôi. Tuy nhiên, về những cái sự ủng hộ giữa hai đảng thì có một cái sự rất là khích khao, đó là 51% dành cho chính phủ và 49% dành cho đảng lao động. Ở cấp tiểu bang thì thủ hiến các cái tiểu bang là Queensland, Nam Úc hay Tasmania thì đều gia tăng. Cụ thể là bà Anastasia Palaszczuk thì đã được gia tăng cái sự ủng hộ của cử tri từ 16% hồi tháng 4 lên thành 24% hiện nay. Trong khi đó thì thủ hiến của bang Nam Úc là hiện tại là đã tăng từ 47% lên 52%. Thủ hiến Peter Goodwin của Tasmania cũng gia tăng từ 73 lên 82%. Như vậy thì chỉ có hai thủ hiến đang bị giảm uy tín trong đại dịch lần này. Nặng nề nhất là thủ hiến lao động tại Victoria là ông Daniel Andrews đã bị giảm hạ ở mức 58% hồi tháng 4, và hiện nay sự ủng hộ dành cho ông Andrews chỉ đang ở mức là 40%. Trong khi đó thì thủ hiến của tiểu bang New South Wales, bà Claudia Perricillian cũng đã bị hạ giảm nhưng tỷ lệ thấp hơn so với thủ hiến tại Victoria ở mức là 46% của tháng 4, và hiện nay thủ hiến New South Wales nhận được sự ủng hộ là 42%. Vâng, còn về tình hình đại dịch COVID-19 tại tiểu bang Victoria thì thưa quý vị và các bạn, là nhân số nhiễm bệnh mới vẫn tiếp tục gia tăng và ngày hôm qua đã có thêm 75 trường hợp nhiễm bệnh mới. Và trước tình hình này thì đài ABC cho biết là chính phủ Victoria có thể sẽ cô lập hoặc đóng cửa các khu phố đang là điểm nóng của COVID-19 ở Melbourne. Vâng, kính thưa quý vị, điều rất đáng lo ngại là trong số 75 trường hợp nhiễm bệnh mới thì có đến 74 trường hợp là lây lan trong cộng đồng, và chỉ duy nhất có một người là lây lan từ nước ngoài trở về mà thôi. Và với một cái tỷ lệ gần như là 99% lây lan trong cộng đồng này, chính quyền của thủ hiến Daniel Andrews đang suy nghĩ tới việc cô lập tất cả 10 khu phố mà chúng tôi liên tục loan tin, trong đó có những cái khu phố có rất đông người Việt định cư như là Caledown, như là Sunshine West. Và những cái khu vực này hiện nay, cái khó khăn để mà cô lập đó là không có một cái đường biên giới rõ rệt. Và vì vậy, cái yếu tố cô lập có lẽ là nói thì dễ, nhưng mà thực hiện thì khó. Tuy nhiên, làm thế nào để cho cư dân trong 10 cái khu phố này hạn chế di chuyển để có thể hạn chế sự lây lan của COVID-19 là bài toán mà chính quyền các cấp tại Victoria hiện nay đang phải giải đáp mỗi một giờ. Vâng, quả là rất khó. Do vậy mà chính quyền của tiểu bang Victoria hiện nay có thể là chỉ kêu gọi vào ý thức của người dân, nâng cao ý thức của người dân lên và hạn chế di chuyển để tránh lây lan thôi. Và trong khi đó thì
cũng chính phủ liên bang thì cũng đã gửi tăng viện thêm quân nhân đến Melbourne để hỗ trợ Victoria chống cái đại dịch COVID-19. Như vào đêm qua thì cũng đã có 75 quân y đến Melbourne. Vâng, kính thưa quý vị, chắc chắn là quý vị còn nhớ vài ngày trước đây, thủ hiến của Victoria, ông Daniel Andrews, sau khi kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ liên bang với hơn 1.000 quân nhân đã được gửi xuống Victoria, thì với những cái áp lực từ công đoàn nghiệp đoàn cảnh sát mà thủ hiến Victoria đã phải hồi lại và chỉ nhận có khoảng 200 quân nhân từ liên bang mà thôi, 800 người còn lại đã được điều động trở về. Nhưng mà ngày hôm qua thì ông Daniel Andrews với cái sự gia tăng không ngừng tại Victoria lại kêu gọi Thủ tướng Scott Morrison hãy gửi trở lại Victoria 800 quân nhân đó trước khi mà họ đã có những cái hành động di dời trở về đơn vị. Ngoài ra thì tiểu bang Nam Úc và tiểu bang New South Wales cũng đã gửi các chuyên viên y tế đến để mà hỗ trợ cho các chuyên viên y tế tại địa phương trong cái vấn đề thực hiện các cuộc xét nghiệm nhanh cũng như phòng chống sự lây lan. Và 75 quân y của liên bang trong quân đội Hoàng gia Úc Châu cũng đã được cử đến vào tối ngày hôm qua. Và đây là một cái cuộc chiến không riêng gì của Victoria mà chính phủ các cấp của liên bang cũng như tiểu bang đã đồng cam kết là sẽ hỗ trợ Victoria hết mình, đến mức độ mà Thủ tướng Scott Morrison đã nói là liên bang sẵn sàng đáp ứng bất cứ lời kêu gọi hoặc lời yêu cầu nào của Victoria trong giai đoạn hiện nay. Rõ ràng rồi, thưa chị Kim Hoàng, bởi vì như đài ABC đưa tin là trước tình hình lây lan dịch bệnh hiện nay tại Victoria thì ngay như chính quyền Nam Úc và Queensland cũng nhiều khả năng có thể sẽ phải điều chỉnh cái kế hoạch mở cửa biên giới của mình. Vâng, kính thưa quý vị, như chúng tôi đã loan tin trước đây, thủ hiến của tiểu bang Nam Úc là ông Steve Marshall đã tuyên bố là Nam Úc đã mở cửa biên giới đối với thứ nhất là Tây Úc, thứ nhì là Tasmania và thứ ba là lãnh thổ Bắc Úc hồi tuần trước. Trong khi đó, những thành tiểu bang còn lại bao gồm cả tiểu bang New South Wales sẽ được di chuyển đến Nam Úc một cách tự do sau ngày 20 Tây tháng 7. Nhưng với cái bối cảnh lây lan hiện nay tại Victoria, ông Stephen Marshall đã phải xác nhận lại là ngày 20 Tây tháng 7 sắp tới, tiểu bang Nam Úc sẽ vẫn mở cửa biên giới nội địa cho tất cả các tiểu bang và lãnh thổ, ngoại trừ cư dân từ Victoria. Và tương tự, tiểu bang Queensland cũng đã có quyết định là vào ngày 10 Tây tháng 7 sắp tới này, khi Queensland mở cửa biên giới đối với tất cả các tiểu bang và lãnh thổ khác, thì Victoria vẫn không thể di chuyển đến Queensland, hoặc nếu có di chuyển đến Queensland thì vẫn sẽ phải bị cách ly 14 ngày, là bởi vì thủ hiến của Queensland bà Anastasia Palaszczuk muốn bảo vệ sức khỏe và an toàn cho cư dân của Queensland. Vâng, tại Queensland thì quả là cũng hơi khó khi mà dự kiến mở cửa biên giới vào ngày 10 tháng 7 tới. Thế nhưng mà chính quyền bang Queensland cũng đang lo ngại, bởi hiện tại là dù không chung đường biên giới với Victoria, nhưng mà nếu mở cửa cho bang New South Wales thì là người dân tại Victoria, vì Victoria với New South Wales không đóng cửa biên giới, do vậy là Queensland cũng lo ngại là lại từ người dân từ Victoria đi qua New South Wales và vào Queensland. Vâng, và một lo ngại khác đối với chính quyền tại Queensland là trong thời gian sắp tới sẽ diễn ra những cái cuộc tranh đấu thể thao, và cái sinh hoạt thể thao này sẽ có những cái trận giao đấu giữa đội bóng của tiểu bang Queensland và đội bóng của tiểu bang Victoria. Và câu hỏi được đặt ra là những cái vận động viên này khi họ di chuyển đến tiểu bang này hoặc tiểu bang kia để thi đấu thì vẫn phải cách ly 14 ngày, và như vậy thì nó sẽ làm chậm trễ cái tiến trình thi đấu của toàn đội tuyển. Và đây cũng là một cái bài toán rất là khó cho chính quyền tại Queensland, và tương tự chính quyền New South Wales cũng đang gặp những cái khó khăn khi mà các trận giao đấu giữa New South Wales và Victoria sắp diễn ra sau ngày 1 Tây tháng 7, tức là vào ngày mai. Và đây là những cái nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn cho New South Wales cũng như cho Queensland. Vâng, trước tình hình dịch bệnh
trở lại tại Victoria, thì cũng đã gây nhiều lo ngại như chúng tôi cũng đã loan tin, tức là tình trạng mua hàng tích trữ đã trở lại ở Melbourne. Và nay không chỉ Melbourne mà tại Sydney hay nhiều thành phố khác cũng xảy ra cái tình trạng mua hàng tích trữ, đặc biệt là giấy vệ sinh. Do vậy mà hai hệ thống siêu thị lớn là Coles và Woolworths là gần như bây giờ lại phải dán bản thông báo là hạn chế mua giấy vệ sinh đối với mỗi khách hàng. Vâng, vẫn không ai giải thích được lý do vì sao mà mặt hàng giấy vệ sinh lại trở thành một cái mặt hàng được săn lùng và trở nên khan hiếm mỗi khi mà nhân số nhiễm bệnh lây lan tại Úc, trước đó là vào tháng 3, khi mà các siêu thị bán lẻ đã gia tăng cái mức thu nhập một cách kỷ lục vì cái sự hốt hoảng mua sắm của người dân. Nhưng mà tháng 4 và tháng 5 thì mọi thứ đã được quân bình, và ngay khi xuất hiện thông tin là đại dịch đang bùng phát trở lại ở Victoria thì cư dân lại bắt đầu đi vơ vét đồ trong siêu thị, và mặt hàng giấy vệ sinh lại là mặt hàng đầu tiên mà mọi người giành giật nhau để mua. Vâng. Và chúng tôi cũng không hiểu là sự thiếu hụt giấy vệ sinh nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mà tại các siêu thị hiện nay ở Victoria cũng như New South Wales, cái khu vực mà bán giấy vệ sinh đã bị trống trong nhiều ngày qua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có về thông tin sinh hoạt chính trị thì liên quan đến việc mà lực lượng cảnh sát và tình báo liên bang bố giáp văn phòng và tư gia của một thành viên Thượng viện bang New South Wales, ông Sawed Mosseman, vì nghi ông có mối liên hệ với Trung Quốc. Mà như chúng tôi cũng đã đưa tin ngày hôm qua đó, thì trên trang mạng đài ABC cho biết là ông Mosseman đã lần đầu tiên mở cuộc họp báo để tự thanh minh và kêu oan cho mình. Vâng, kính thưa quý vị, cuộc bố ráp này đã được thực hiện vào thứ Sáu tuần trước, và cảnh sát liên bang AFP đã phối hợp với cơ quan tình báo ASO để mà bố ráp cùng một lúc vào tại tư gia của dân biểu Mosamel và cũng như tại văn phòng của ông. Ngay sau đó thì lãnh tụ đảng lao động tại New South Wales là bà Jody Mackay cũng đã quyết định tạm ngưng tư cách đảng viên của ông. Và vì lý do an ninh thì liên đảng cũng như đảng lao động tại tiểu bang New South Wales đã yêu cầu ông không tham dự các cuộc họp của quốc hội. Tuy nhiên, ông không muốn là người phải lệ thuộc vào các quyết định của đảng lao động, và do đó cuộc họp báo đã diễn ra ngày hôm qua để vị dân biểu này chính thức tuyên bố là ông sẽ tạm nghỉ trong thời gian diễn ra cuộc điều tra. Và ông vẫn kêu rằng mình vô tội. Tất cả các chuyến viếng thăm của ông đến Trung Quốc mà tổng cộng như chúng tôi đã loan tin là khoảng 15 lần là đều do tiền túi của ông chi ra và nhằm mục đích là các hoạt động từ thiện của ông, chứ không liên quan gì đến các sinh hoạt chính trị. Mặc dù vậy, ông vẫn cam kết là sẽ hợp tác với cảnh sát liên bang trong cái quá trình điều tra có thể sẽ kéo dài trong nhiều tháng sắp tới. Vâng, thực tế thế nào thì còn phải chờ kết luận điều tra. Về tình hình đại dịch COVID-19 tại Úc Châu thì thưa quý vị và các bạn, trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua thì toàn Úc có thêm 85 trường hợp nhiễm bệnh mới, và trong đó chủ yếu vẫn là 75 người tại Victoria, và trong đó có 3 người tại Nam Úc và 7 người tại New South Wales. Mặc dù là tiểu bang Nam Úc đã tuyên bố là không còn dịch bệnh, tuy nhiên với 3 trường hợp nhiễm bệnh mới này thì Nam Úc cũng xác nhận đây không phải là những trường hợp lây lan trong cộng đồng, mà đây là 3 người Úc vừa từ nước ngoài trở về. Và tương tự, những trường hợp nhiễm bệnh tại New South Wales, 7 người này cũng tất cả đều từ nước ngoài trở về. Victoria, như chúng tôi đã loan, trong số 75 người thì có đến 74 người là lây nhiễm trong cộng đồng. Và nhân số tử vong cho tới ngày hôm nay vẫn duy trì ở mức là 104 người. Trong khi đó thì trên toàn thế giới, trung bình cứ 18 giây thì có một người tử vong vì COVID-19, và tính đến chiều ngày hôm qua thì nhân số tử vong trên toàn cầu đã lên trên 506.000 người, và tổng số người nhiễm bệnh cũng lên trên 10.400.000 người. Vâng, và đông đảo nhất vẫn là tại Hoa Kỳ với trên 2.600.000 người xác định là dương tính với COVID-19 và trên 128.000 người đã tử vong tại Mỹ. Vâng, bám đuổi sát nút là đất nước Brazil với nhân số nhiễm bệnh là trên 1.350.000 người và nhân số tử vong là trên 58.000 người. Liên bang Nga vẫn tiếp tục đứng hàng thứ ba với trên 640.000 người xác định dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, Liên bang Nga vẫn có mức tử vong rất thấp so với Brazil là quốc gia thứ nhì. Hiện nay, Liên bang Nga chỉ có trên 9.000 người tử vong mà thôi. Vâng, đất nước Ấn Độ cũng rất đáng lo ngại, mặc dù đứng ở vị trí thứ tư chỉ sau Nga, với nhân số nhiễm bệnh là trên 567.000 người và nhân số tử vong là trên 16.000 người.
Vâng, và các chuyên gia lo ngại là Ấn Độ sẽ nhanh chóng vượt qua Liên bang Nga, trở thành quốc gia đứng hàng thứ ba trên thế giới về nhân số nhiễm bệnh. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm báo ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Vâng, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.